Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình giới thiệu cho mọi người một chương trình quà Giáng sinh Ripaway 2020 nha bạn. Nó có 10.000 tốc cần solar và 3 triệu Dogecoin cho cái lễ Giáng sinh này nha các bạn. Thì chương trình này Ripaway này sẽ kết thúc vào ngày 25, phân phối vào ngày 25 tháng 12 năm 2020. Để tham gia chương trình hôm nay, phần clip phần link mô tả, mình mở cái Telegram ra các bạn join vào tắt màn hình luôn. Rồi các bạn click join vào cái thứ hai nha các bạn. Rồi các bạn join vào này các bạn. Rồi sau đó các bạn có thể copy địa chỉ với Dogecoin hoặc là với hoặc là tôi cần xu Lana các bạn. Nên rồi các bạn lướt xuống các bạn tìm kiếm địa chỉ đó trong đồng đó các bạn, bạn nào chưa cập nhật thì cập nhật vào, mình sao chép nè các bạn. Thì các bạn bắt up nè lại, rồi sau đó các bạn bắt cái địa chỉ đó của mình vào các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bỏ dấu cách nha các bạn. Các bạn dưới đây các bạn ghi mã ghép code của mình là A cộng anh 1133 cái đấy, giúp phần link mô tả này các bạn. Còn đây thì mình sẽ tìm một cái người bạn ghép nữa bạn. Còn Mi còn Mi 2 là 995. Và các bạn chậm xíu không? Rồi các bạn gỡ nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lại các bạn. Rồi các bạn bấm vô này góp nha các bạn. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành các bạn hướng dẫn các bạn tham gia lễ Giáng sinh giveaway từ đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.